Sáng ngày 4 tháng 8, thêm 4.271 ca COVID-19, Bình Dương vượt 20.000 ca. Nhiều tỉnh muốn được tiêm thử nghiệm vaccine Việt Nam. Hà Nội phong tỏa chợ đầu mối Long Biên. Năm học 2021-2022, Thành phố Hồ Chí Minh không tăng học phí. Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh trẻ mầm non đến ngày 19 tháng 8. Xuyên đêm sửa hầm Kim Liên. Bi hài chuyện tích trữ thực phẩm mùa dịch. Các chào khán giả đang theo dõi bộ tin trong nước trưa ngày 4 tháng 8 của DKN TV và tiếp sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Thêm 4.271 ca dương tính với COVID-19, Bình Dương vượt mốc 20.000 ca. Thưa quý vị, Bộ Y tế vào sáng ngày 4 tháng 8 đã công bố 4 ca nhập cảnh và 4.267 ca ở 17 tỉnh thành, trong đó có 1.044 ca cộng đồng. 4.267 ca ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh là 2.365 ca, Bình Dương là 1.032 ca, Tây Ninh 194 ca, Đồng Nai 164 ca, Long An 146 ca, Đà Nẵng 93 ca, Bình Thuận 77 ca, Vĩnh Long 60 ca, Cần Thơ 37 ca, Phú Yên 28 ca, An Giang 24 ca, Bình Định 23 ca, Đồng Tháp 14 ca, Bạc Liêu 4 ca, Đắk Nông 4 ca, Lâm Đồng và Lạng Sơn mỗi nơi 1 ca. Như vậy, số ca nhiễm sáng nay tăng 704 ca so với sáng hôm qua. Trong đó có 3.223 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc là khu đã được phong tỏa, tăng 347 ca, và 1.044 ca đang điều tra dịch tễ, tăng 357 ca. Số ca mắc mới nâng tổng số ca nhiễm tại Thành phố Hồ Chí Minh lên tới là 105.095 ca. Bình Dương là 20.445 ca, Long An là 7.169 ca, Đồng Nai là 5.459 ca, Đồng Tháp là 3.419 ca, Tây Ninh là 1.951 ca, Phú Yên 1.467 ca, Cần Thơ 1.281 ca, Đà Nẵng 1.173 ca, Vĩnh Long là 1.034 ca, Bình Thuận 816 ca, An Giang là 366 ca, Bình Định là 243 ca, Lạng Sơn là 132 ca, Đắk Nông 101 ca, Lâm Đồng 54 ca và Bạc Liêu 40 ca. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 170.512 ca, ghi nhận ở 62 tỉnh thành. Tổng số ca được điều trị khỏi là 50.831 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 463 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 20 ca. Ba tỉnh bao gồm Bắc Cạn, Quảng Ninh và Yên Bái đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 đến nay đã thực hiện là 6.451.122 mẫu cho 18.303.458 lượt người. Nhiều tỉnh muốn được tiêm thử nghiệm vaccine Việt Nam. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, trong khi nguồn vaccine chưa đáp ứng kịp thời, thì nhiều địa phương, đơn vị muốn được tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine sản xuất trong nước. Nguồn tin Thanh Niên vừa hôm qua ngày 3 tháng 8 cho biết, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa, vừa có công văn gửi Bộ Y tế, Học viện Quân y và công ty Nanogen xin phép sử dụng thí điểm vaccine Nanocovax do công ty Nanogen TP.HCM nghiên cứu, phát triển giai đoạn 3 trong thời gian sớm nhất. Vào ngày 2 tháng 8, tỉnh Bình Dương cũng có văn bản hỏa tốc đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ cho phép Liên đoàn Doanh nghiệp Bình Dương được đăng ký tham gia chương trình tiêm thí điểm vaccine Nanocovax giai đoạn 3 cho 200.000 tình nguyện viên là nhân viên, công nhân của các hiệp hội doanh nghiệp thành viên của Liên đoàn Doanh nghiệp. Trước đó, vào ngày 1 tháng 8, Tập đoàn Thủy sản Bình Phú cũng đã có công văn gửi tỉnh Cà Mau và Sở Y tế tỉnh đề nghị được hỗ trợ tiêm thử nghiệm vaccine Nanocovax cho 200.000 người lao động và cán bộ công nhân viên, hộ nuôi tôm, đại lý thu mua và các đối tác đang làm việc tại Cà Mau. Trao đổi với Thanh Niên vào hôm qua, ngày 3 tháng 8, ông Hồ Nhân, Tổng Giám đốc công ty Nanogen đã xác nhận các địa phương đề nghị được tham gia thử nghiệm giai đoạn 3 rất đông. Từ Nam chí Bắc có gửi yêu cầu trực tiếp cho công ty. Đến nay thì các nơi muốn đặt hàng từ công ty lên đến là 50 triệu liều trong cả trong và ngoài nước. Việc tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của Nanocovax đã được tiến hành từ tháng 6 đến nay, cũng đã có các dữ liệu về tính an toàn cả giai đoạn 1, 2, 3. Trong báo cáo tiến độ kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax giai đoạn 3, 3A và 3B của công ty Nanogen gửi Bộ Y tế, kết quả đến ngày thứ 42 sau tiêm mũi 1 của 1.000 người trong nghiên cứu 3A cho thấy
100% đối tượng được tiêm Nanocovax có kháng thể trung hòa, Sogogase, khả năng trung hòa các độc tố, vi khuẩn và virus, trên ngưỡng 30% và 99,2% đối tượng chuyển đổi huyết thanh của kháng thể Ig, sinh kháng thể cao gấp 4 lần so với nền. Hiện công ty vẫn đang tiếp tục theo dõi là 13.000 người. Về kiến nghị Bộ Y tế, Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Sinh học Quốc gia đã xem xét việc triển khai nghiên cứu giai đoạn 3C để tiêm vaccine Nanocovax cho khoảng là 500.000 người đến 1 triệu người. Về kiến nghị Bộ Y tế, Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Sinh học Quốc gia xem xét việc triển khai nghiên cứu giai đoạn 3C tiêm vaccine Nanocovax cho khoảng là 500.000 đến 1 triệu người và cho triển khai nghiên cứu trên trẻ em từ khoảng 12 đến 18 tuổi sau khi được cấp phép. Đại diện công ty Nanogen khẳng định năng lực sản xuất của công ty đạt khoảng là 7,2 đến 8 triệu liều trên một tháng. Trong buổi làm việc vào sáng ngày 2 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã yêu cầu các nhà sản xuất cần phải hoàn thiện bộ dữ liệu hiện có, gửi bộ trước ngày 15 tháng 8 để bộ gửi Hội đồng Đạo đức và Hội đồng cấp phép của Bộ Y tế xem xét. Nếu kết quả đánh giá tốt, bộ sẽ báo cáo để xem xét quyết định cấp phép khẩn cấp cho vaccine Nanocovax. Về việc nhiều tỉnh đề nghị được tiêm thử nghiệm vaccine này, thì ông Thuấn đã khẳng định sẽ ủng hộ các tỉnh tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax. Tuy nhiên thì việc đăng ký tham gia phải đúng quy trình nghiên cứu, đặc biệt phải bảo đảm thu thập, quản lý dữ liệu một cách khoa học, tin cậy và chính xác, nên rất cần sự phối hợp của Sở Y tế các tỉnh thành. Hà Nội phong tỏa chợ Long Biên. Thưa quý vị, chợ đầu mối với khoảng là 1.200 hộ kinh doanh bị phong tỏa từ 13 giờ ngày 3 tháng 8 do phát hiện ca F0 đến giao hàng cho một số tiểu thương. Theo lãnh đạo quận Ba Đình, phường Phúc Xá đã ban hành quyết định cách ly y tế đối với chợ Long Biên từ 13 giờ ngày 3 tháng 8 cho đến khi có thông báo mới. Chợ Long Biên là một trong những chợ đầu mối lớn nhất Hà Nội bị phong tỏa do phát hiện ca F0 trú tại ngõ 187 Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình đến giao hàng cho một tiểu thương tại chợ. Hiện chính quyền đã lấy mẫu xét nghiệm cho 150 tiểu thương và nhân viên ban quản lý chợ, các hộ khác được thông báo khai báo y tế tại địa phương. Trước đó, vào ngày 1 tháng 8, quận Ba Đình đã phong tỏa một phần khu vực kinh doanh hải sản chợ Long Biên do liên quan đến một ca nhiễm nCoV có địa chỉ tại huyện Thanh Trì. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm là 260 trường hợp liên quan, tất cả đều cho kết quả là âm tính lần 1. Long Biên là chợ đầu mối thứ tư của Hà Nội bị phong tỏa do liên quan đến các ca nhiễm nCoV. Trước đó, chợ đầu mối phía Nam, quận Hoàng Mai, chợ đầu mối Phùng Khoang, Nam Từ Liêm, chợ Minh Khai, Bắc Từ Liêm đã lần lượt bị phong tỏa. Năm học 2021-2022, Thành phố Hồ Chí Minh không tăng học phí. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các sở ngành liên quan về cơ chế thu và sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn. Cụ thể, đối với năm học 2021-2022, từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 5 2022, giữ nguyên mức thu học phí của năm 2020-2021 để thực hiện cho năm học 2021-2022. Đối với các khoản thu khác của ngành giáo dục đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính, căn cứ quy định hiện hành hướng dẫn quy định nội dung thu và sử dụng mức thu của các trường tiên tiến, theo quy định số 3468/QĐ-UBND và các khoản thu khác như là tổ chức dạy học 2 buổi một ngày, tổ chức các lớp học ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, môn tự chọn, học nghề, tổ chức phục vụ bán trú và các khoản thu hộ của ngành giáo dục và đào tạo trước khi vào năm học mới. Ngoài ra, thì Ủy ban Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Giáo dục Đào tạo căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn để chủ động hướng dẫn các nội dung thu và sử dụng học phí. Các khoản thu phát sinh trong thực tế như là mức thu dạy học trực tuyến, thời gian thực hiện thu bảo đảm theo đúng quy định. Tiếp tục thực hiện theo các hướng dẫn về việc thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên và chấp thuận mức cấp bù tiền, tổ chức 2 buổi một ngày từ năm học 2017-2018 đến năm 2020-2021 và các công văn hướng dẫn khác có liên quan đến thực hiện các khoản thu cho đến khi có hướng dẫn mới thay thế. Ủy ban Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện thu bằng phương thức thanh toán, không dùng tiền mặt. Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh trẻ mầm non đến ngày 19 tháng 8. Thưa quý vị, tuyển sinh mầm non lớp 1 và lớp 6 được kéo dài đến ngày 19 tháng 8, thay vì phải công bố kết quả từ ngày 15 đến ngày 31 tháng 7 theo kế hoạch trước đó. Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 3 tháng 8 đã quyết định điều chỉnh thời gian và phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp,
trong bối cảnh thành phố trải qua 26 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Theo đó, thì công tác huy động trẻ ra lớp, tuyển sinh bậc mầm non và tuyển sinh lớp 1, lớp 6 kết thúc trước ngày 19 tháng 8. Quận huyện và thành phố sẽ triển khai việc tuyển sinh trực tuyến, điều chỉnh thời gian cho phù hợp. Theo kế hoạch, huy động trẻ vào trường mầm non bao gồm bảo đảm 100% trẻ 5 tuổi vào trường mầm non theo tuyến, trẻ 3 đến 4 tuổi và độ tuổi nhà trẻ được đi học, nhận trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi. Thời gian tuyển sinh từ ngày 1 tháng 7, dự kiến công bố kết quả vào ngày 20 tháng 7. Với lớp 1, tất cả trẻ 6 tuổi vào trường tiểu học theo tuyến do ban chỉ đạo tuyển sinh quy định, không nhận học sinh sớm tuổi và không nhận trái tuyến. Việc tuyển sinh lớp 1 dự kiến bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 và công bố kết quả vào ngày 31 tháng 7. Với lớp 6, học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học trên địa bàn nào thì học lớp 6 ở các loại hình trường tại nơi đó. Sĩ số mỗi lớp không quá 45 em. Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 15 tháng 6, công bố kết quả vào ngày 15 tháng 7. Riêng trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã quyết định không tổ chức kỳ thi khảo sát năng lực mà chuyển sang xét tuyển. Chứng chỉ tin học quốc tế IC3, Spark, ICDL, Digital Explorer hoặc là các giải do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc là phối hợp tổ chức. Xuyên đêm sứ hầm Kim Liên. Thưa quý vị, vào lúc 21 giờ ngày 3 tháng 8, chiều lưu thông từ đường Đại Cồ Việt đi xã Đàn qua hầm Kim Liên đã được chặn lại để hơn 20 công nhân xuyên đêm sửa hầm. Hơn một tuần qua, thì đơn vị công tác đã xác định được 45 vết nứt giữa các khe co giãn, có những khe rộng là 10cm, nước chảy thành dòng một sông rêu. Công nhân đã dùng khoan để thi công hạng mục này. Vết nứt được mở rộng được thực hiện theo các thao tác xử lý tiếp theo. Một tổ làm việc từ 4 đến 5 người. Máy khoan sẽ tạo mới các hố ga để phục vụ việc thoát nước khi có mưa lớn. Sau 12 năm hoạt động, mặt đường hầm Kim Liên đã có nhiều chỗ lồi lõm gây mất an toàn giao thông. Đại diện đơn vị thi công cho biết, các hạng mục được thi công theo kiểu cuốn chiếu, làm đến đâu xong đến nấy. Sau khi xong chiều đường bên này, sẽ làm sang phần đường đối diện. Dự kiến tổng thời gian thi công là 30 ngày, trong đó chiều Đại Cồ Việt xã Đàn trong 10 ngày, chiều xã Đàn Đại Cồ Việt trong 20 ngày. Hầm đường bộ cơ giới Kim Liên thuộc tuyến vành đai 1, thành phố Hà Nội được đưa vào khai thác từ năm 2009. Bị hại chuyển tích trữ thực phẩm mùa dịch. Thưa quý vị, chi 6 triệu đồng để mua thực phẩm cho 2 tuần giãn cách, mất một ngày sơ chế để cất vào tủ lạnh, thì chị Ngọc Anh ở Gia Lâm, Hà Nội đã phát hiện tủ không lạnh. Hơn 10 giờ đêm khi xong xuôi việc sơ chế, cũng là lúc chị nhận thông tin thành phố giãn cách theo chỉ thị 16. Ngọc Anh đã xuất xoa với chồng, yên tâm nửa tháng tới không phải đi chợ nữa. Chị kể, sáng hôm sau mở tủ lạnh, mình kinh hoàng nhận ra tủ không còn mát tí nào. Gọi cho thợ thì họ không thể tới nữa vì không dám đi qua chốt kiểm soát. Là chủ của một công ty hoa giả, trước khi phải nấu ăn cho nhân viên nên chị Ngọc Anh đã quen trữ đông thực phẩm sao cho khoa học. Đợt dịch này chị đã đặt mua 7 ký thịt ba chỉ, 3 ký sườn, 3 ký cá ba sa, 2 sách giả cầy, 2 ký mực ống, 2 ký sầu bạch tuộc, 1 ký xúc xích, 1 ký ba chỉ gác bếp, 1 ký bò khô, 1 ký tôm nõn và đủ loại rau củ. Tổng chi phí là khoảng 6 triệu đồng. Sau một hồi hoang mang thì cả nhà đã quyết định sẽ thái và phơi khô tất cả như là cách người xưa vẫn làm khi không có tủ lạnh. Ba mẹ hai con chia sẻ, rau còn chưa héo thì người đã héo hết. Những tưởng giãn cách ở nhà ăn với ngủ, cuối cùng loanh quanh mất 4 ngày mới thu gom hết đồ phơi. Sống trong chung cư bị phong tỏa ở quận Bắc Từ Liêm, từ ngày 21 tháng 7, gia đình của chị Nguyễn Thúy Hồng, 27 tuổi, cũng đã bị rơi vào cảnh dở khóc dở cười vì đã tích trữ thực phẩm. Vào sáng ngày 1 tháng 8, chị Hồng đang nấu cơm thì nghe thấy tiếng líp nhíp. Ban đầu tôi nghĩ là chuột nhắt, nhưng khi bới ra thì thấy 7 con chim cút, chị Hồng kể. Con gái nhìn thấy đàn chim cút thì thét lên vì thích thú. Hóa ra là trước hôm bị phong tỏa, chị đã chi 1,5 triệu đồng mua thực phẩm về tích trữ. Trong số này có 40 quả trứng cút lộn, định ăn ngay nhưng rồi quên. Chị nói đùa, nuôi con không xong giờ phải nuôi cả chim. Trên thực tế thì cả hơn 10 ngày không được ra khỏi căn hộ 50m2 nên cô con gái 3 tuổi rất cuồng chân. Nay mất một bữa ăn nhưng có thêm niềm vui cho cả nhà. Trong những ngày cách ly cũng đáng lắm, chị vui vẻ nói. Kính thưa quý vị, một tin trong nước trưa ngày 4 tháng 8 của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.